Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ngày 30 và ngày 31 tháng 10 mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Huy Hoàng, công ty Huy Hoàng chuyên sản xuất chip, có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Sau đó, Phan Minh Tân cùng các thành viên thẩm định thông qua cho công ty này được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí chia thành 3 đợt. Dù công ty này thực hiện chậm hơn kế hoạch, nhưng Phan Minh Tân và đồng phạm đề xuất duyệt cấp thêm kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành dự án, cũng không hoàn trả kinh phí lại quỹ. Thiệt hại dự án này là hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng, thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định, xét duyệt, đầu năm 2010, Phan Minh Tân ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay, dù có nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Điều tra thể hiện, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại dự án trên là 19,5 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng.